Đầy đủ là Trần Trung, 42 tuổi, sinh sống và làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Nghề nghiệp của mình là nhân viên điều hành nhà máy alumin Nhân Cơ. Em chào anh Viền Linh, chào chị Nam Thư, dạ. Chào các quý vị khán giả. Em tên là Bùi Nguyễn Nữ Hoàng Kali, sinh năm 1983, sinh sống và làm việc tại Lâm Đồng. Chị làm cụ thể là làm gì chị ha? Trước đây thì là làm giám đốc marketing của nha khoa. Cách đây 2 tháng mà về thì dự định mình là sẽ làm riêng. Dạ. Lâm Đồng đi qua Đắk Nông cũng thuận đường đúng không? Qua lại liên tục. Mình sẽ nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình ha. Mình thật thà, chất phác, chặt chẽ, gọn gàng, hơn nam tính và thành tính. Nên là đôi khi hơi va chạm. Ngày xưa mình cũng hơi cọc tính lắm mà mình thời gian mình thay đổi cũng hơi bị nhiều rồi đó. Rồi, bây giờ mời đàn gái, mình nói một chút xíu về tình duyên đi đàn gái. Chính thức thì có được một mối tình năm 26 tuổi. Lý do đơn giản thôi là tại vì người ta cũng chưa có muốn lập gia đình. Sau đó là chị không yêu thêm một ai nữa ha? Tại vì mình lo mình tập trung công việc rồi này kia rồi. Nói chung là không có quen ai hết. Vậy rồi gia đình mình có làm áp lực gì với mình không chị? Có chứ. Lúc mà còn ở trong Sài Gòn đi làm, ba mẹ cũng cứ gọi vô rồi hỏi. Rồi sau đó thì gọi về để xem mắt. Xem mắt hả? Nhưng mà cuối cùng cũng... không hợp đúng không? Thật ra là mình rất là được lòng người lớn tuổi, nhưng mà còn cái người đó người ta cũng nhắn tin với mình, nhưng mà đối bản tính của mình á không thích nhắn tin. Dạ. Mình chỉ thích là muốn cái gì thì gọi điện nói chuyện. Dạ. Là bên đàn trai nhớ nha, nếu mà có bấm nút thì cũng đừng có nhắn tin nha, có gì mình gọi điện mình nói chuyện hay hơn. Đó là sở thích mọi người, đôi khi nói thì nó thật lòng hơn là nhắn tin. Nhắn tin mà ấy quá, người ta nói là cào phím. Đàn trai cho mình đàn gái biết đi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 2 mối tình. Là mình khi mình học năm 3, em này là muốn lập gia đình liền. Thì mình mới nói là thôi để cho anh ra trường đi, với một năm anh thất nghiệp nữa, anh tìm việc. Nói rồi là anh rước thôi, em này không chịu. Mình đang tìm một nửa yêu thương thế nào? Mời đàn gái nói trước đi. Dạ, cao khoảng 1m68 trở lên. Không quá mập mà cũng không quá gầy. Đừng có nổ. Là khoe khoang mà. Dạ, nha chị. Đúng rồi. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Chắc như anh Quyền Linh là được ạ. Anh này anh đẹp hơn anh đó. Em tới đây em không phải là tìm một người hoàn hảo để mà mình yêu. Bởi vì mình thấy người ta hoàn hảo trong những cái quan điểm của mình rồi á, thì một ngày nào đó mình sẽ phát hiện ra những cái điều không hoàn hảo, thì cái tình yêu nó sẽ phai nhạt đi. Rồi. Còn mình sẽ tìm một người mà vì tình yêu mà người ta sẽ thay đổi và hoàn hảo hơn trong mắt. Hay quá chị ơi. Bây giờ là em qua em thăm dò trước. Chị ngồi lắng nghe nha. Coi nhìn có giống Quyền Linh không? Chào. Dạ, em chào anh. Anh mong muốn một mẫu người phụ nữ như thế nào? Mình đơn giản thôi, không lùn lắm mà cũng không đừng có béo lắm. Hiền, phúc hậu, mình sinh lý phải tốt nữa. Cái gì? Hả? Sinh lý phải tốt nữa anh ạ. Sinh lý tốt hả? Là phải có sức khỏe. Nhưng mà nhìn sao biết sinh lý tốt chứ sinh lý không tốt? Rủ cưới về nó không đúng tốt rồi sao? Sao biết được anh? Cái đấy phải xem lại. Cái đây là mình nói thêm thôi, chứ trong trong list với CV mình không có cái nói. Cái này là nói thêm. Đúng rồi. Không sao, anh cứ anh cứ nói anh cái này mình đi tìm người yêu mà. Tất cả như gì anh mong muốn. Ừ. Bây giờ làm sao nhìn để biết xử lý tốt? Đúng ví dụ rồi. Như anh Linh đi, anh nhìn anh nghĩ tốt không? Qua tốt mình. Sao biết? Điều anh không có con trai thôi. Trời ơi, dậm vô nỗi đau nữa. Khổ ghê. Ui, không tốt quá nha. Chị Ly của em á, thì tất cả những yêu cầu anh đưa ra là có rồi đó. Dễ thương, phúc hậu. Chị em rất được lòng người lớn. Cái phần đó là khỏi phải lo ha. Tôi qua tôi coi mắt thử coi. Cái chuyện mà sinh lý yếu mạnh gì tôi không biết nha. Cái vụ đó tôi thua. Dạ, em chào anh Linh. Trời, em gái. Dạ. Mặt rất là xinh, da láng mịn luôn. Trắng tươi, cười rất tươi hiền hậu. Mặt phúc hậu. Chủ kia tôi không biết. Chuyện gì? Chuyện kia là gì? Sinh lý. Chuyện sinh lý. Ly thấy sao? Nói thẳng, nói thật thì em thấy cái nó cũng là điểm mạnh đó. Chứ còn không nói ra nó mới là khó. Cái điểm mà nãy anh muốn vậy đó, mình có thể thấy ổn không? Giờ chỉ nói ổn hay không ổn thôi. Em cũng không biết nữa anh à. Cái vụ này hơi khó nha, chút anh tự đặt vấn đề với tôi không chịu trách nhiệm nha. Chị có ngại gặp đàn ông gia trưởng không? Thật ra thì cũng không ngại lắm. Nhưng mà nếu mà không gia trưởng thì càng tốt. Anh có gia trưởng không Trung?
tí thôi à? Một tí gia trưởng thôi, một tí thôi. Được, tại chị em nói rồi chị em không ngại. Ừ, không ngại. Nhưng mà đừng có quá. Bây giờ nếu như mà hai người lấy nhau về thì ở đâu? Đắk Nông anh. Ở Đắk Nông. Nếu như bây giờ đàn gái không chịu bắt anh về Lâm Đồng ở thì sao? Chịu luôn. Chịu luôn, được. Được không mà mối? Khoa phải tính đã là hỏi đó chứ đó. Chị có những người thuộc tiếp là tình yêu khô khan nè, tình yêu hơi ướt át nè, và có những tình yêu lãng mạn nè, thì chị gu chị là yêu sao? Ai cũng thích lãng mạn hết, mình cũng thích lãng mạn, nhưng mà đừng có lãng mạn quá, nó phi nó quá lãng mạn đúng không? Để em kiểm tra. Anh ơi, chị em thích tình yêu lãng mạn, anh có lãng mạn không? Cực kỳ lãng mạn luôn. Có không? Nhưng mà có chuẩn mực nha, không có bậy bạ đâu. Thiệt không? Bây giờ sinh nhật của cô gái anh làm sao để lãng mạn? Thì bữa đó thì mình giả đò từ Đắk Nông lên Lâm Đồng nè. Giả đò quên ấy, đợi cuối giờ mới tặng quà. Chưa lãng mạn. Thử này nha. Ví dụ như cái ngày sinh nhật của cô ấy á, mình đi từ Đắk Nông lên tới Đà Lạt là 5 giờ chiều. Nhưng mình đừng gặp cô ấy 5 giờ chiều. Mình chờ 12 giờ đêm, mình đứng trước cửa nhà cổ á. Đúng, anh mình ôm bó bông nè, trời lạnh rét run mà đừng mặc, đừng mặc áo ấm. Đúng, mặc áo ba lỗ. Đúng rồi. Thậm chí mưa cũng được. Đúng, cầu mưa luôn. Trời, mình không gọi luôn. Mình đứng từ 12 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Cô bước ra thấy mình đứng, mình nói anh muốn tạo sự lãng mạn cho em xong xỉu. Lạnh quá. Đồ một tí xíu. Không, cái đó vui thôi, chứ thật sự là cần phải nên có những cái không gian thật là lãng mạn. Hay là hai người nắm tay nhau đi giữa rừng Đắk Nông đó, thí dụ như vậy, vừa đi vừa hát. Thôi bây giờ mình sẽ gặp gỡ gia đình hai bên đi ha. Rồi. Rồi, chị Kali hôm nay chị đi với ai? Dạ, hôm nay đi với anh trai với lại bạn thân. À, anh trai với bạn thân. Dạ, em chào anh trai với bạn thân của chị Kali. Anh ruột á hả? Xin chào Nam Thùy. Xin chào anh Quyền Linh. Ừ, chào nhà trai ạ. Mình là anh ruột của Kali, anh hai. Anh thấy anh bên kia làm sao anh? Thấy thì bên đàn trai rất là ok. Nhưng mà chỉ có một vấn đề mình muốn bên đàn trai cố gắng thay đổi về cái nóng tính của mình thôi. Mình nhìn thì bạn không phải là nóng tính vừa mà rất là nóng tính. Chính xác. Chỉ vậy thôi. Mình xin cảm ơn những nhận xét của anh hai. Cái đó thì mình có từ lâu rồi, mình cũng biết rồi, cũng thay đổi nhiều rồi, chứ không phải là không. Cho nên là nay mình hiền lắm, bỏ bớt ngày xưa là khó chịu lắm. Không bỏ là khổ đó nha. Dạ khổ chút rồi, biết mà anh. Bây giờ mình giao lưu đàn trai đi. Rồi em là em họ của nhà trai. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Cùng xin chào nhà gái. Từ khi mà nhà gái mới xuất hiện á, thì thấy nhà gái rất là ok. Theo quan điểm của em thì nếu nhìn mặt là bấm nút liền luôn. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình mở mà rào cho hai bên gặp mặt nha. Xin mời mở rào. Bắt đầu nha Trung nha. Đây là không gian của các bạn đó. Bắt đầu. Chào em. Em chào anh ạ. Anh có cái quà này tặng. Cái này là anh mua. Cái đây là sau thời gian lắp ghép năm. Nên giờ này là tặng cho em. Dạ à. Em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà muốn tặng cho cảm anh. Cảm ơn em. Dạ. Một tay. Trời mới gặp giống đối tác bắt tay vậy. Bây giờ đứng đó, khoan đứng đó. Bây giờ Trung lần đầu tiên gặp gỡ, em hát gì đó tặng cô ấy lấy cái tình cảm liền luôn đi. Trời ơi, bởi xa có giữa chiến trường to tiếng nên giờ đóng cho đành chia tay vĩnh viễn bạn tu hàng. Bạn tình ơi đừng hoài công. Hoài công mòn mỏi đợi chờ. Bạn tình ơi đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ. Hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa, hay những lúc canh kia tựa rèm trâu ngắm ánh trăng tà. Nàng hãy nhớ đến tháng năm này có một người yêu vui tay giữa dòng càng trăng. Rồi xong. Được rồi, anh rung lắm luôn á. Nói chung là lần này rung mà mất giọng luôn, quên lời. Được rồi, mới gặp nhau mà hãy nắm tay gì vui nơi cắt cắn là được rồi đó. Một chút xíu giao lưu như thế á, để bên đàn gái cảm nhận coi chàng trai thế nào. Em thấy anh thì cũng được, nhưng mà tại vì em cũng nhát, nhưng mà mấy người mà nóng tính quá thì em cũng hơi sợ.
Cái này là anh thay đổi lâu em, không có nữa. Này tu rồi. Một tháng là anh chay 3 bữa. Nhưng mà giờ anh chay 3 bữa thì chị không nói, thôi giảm còn 2 bữa thôi. Ở nhà em á là ba em ăn chay trường. Nên đa số em cũng không ăn thịt cá nhiều. Thấy cô gái thế nào? Cũng dễ thương. Nụ cười rất tươi luôn á. Cũng dễ mến. À, mở ra coi tặng gì đẹp quá luôn. Đây là một cái ghế, cái bàn cái ghế với một mong muốn là nếu như mà thành được á thì mỗi người góp một cái ghế, một cái bàn để xây dựng tổ ấm. Coi như là cổ có cái ghế rồi đó. Anh có lo cái bàn được không? Cái này thì được, chắc được. Chị Kali, nãy là anh Trung hát tặng mình câu giọng cổ rồi, thì mình có món quà gì tặng lại anh Trung không ha? Em có một cái bài thơ, em cũng không biết tác giả, nhưng mà trong một cái cuốn sổ tay của mẹ thời xưa á, viết là tặng cho ba, thì em xin phép em đọc. Là con gái em mang nhiều ích kỷ, có em rồi xin đừng nghĩ đến ai. Người bên nhau đừng thở ngắn thở dài, em sẽ bảo anh hẹn hò cùng người khác. Là con gái em thường hay hờn hay mát, để được anh năn nỉ mới làm quen, để được anh gọi mãi với tên em bằng ánh mắt và vành môi tha thiết. Màu áo anh xin đừng ai chọn lựa, dù là lam hay trắng đỏ vàng xanh, người ta chọn màu vàng anh đừng mặc. Thơ của em xin đừng cho ai đọc. À, anh quên mất. Thôi vậy cũng được rồi đó. Yeah. Tức là thơ của mẹ tặng cho ba. Em lén lấy thơ, bây giờ em đọc, em tặng cho một chàng trai nào đó. Dễ thương. Nếu như mà có thể hẹn hò thì anh sẽ dành thời gian như thế nào? Thì những lúc mà rảnh thì anh đến thôi. Nhưng mà em có giới hạn một tuần mấy bữa hay không? Dạ, thường thì em không giới hạn đâu. Cái thời gian mà cái tâm thái mình thoải mái nhất thì đến nó sẽ tốt hơn. Ở mức độ anh muốn quan tâm người vợ như thế nào? Anh rất hiểu tâm lý của người phụ nữ rồi. Đa phần người phụ nữ cứ đòi hỏi 100% là phải quan tâm, cái gì cũng là vợ. Nhiều lúc công việc áp lực coi như không làm được gì, anh không gọi điện cho em, hoặc là anh không nhắn tin cho em, rồi đi mãi không về, rồi đi ăn cơm với bạn bè nhậu nhẹt, không ăn cơm chung với vợ. À dạ không, em thì không quá như vậy. Mình đi đâu thì mình phải nói mình đi, rồi về không được hay không về được như thế nào đó thì phải nói, để cho cái người ở nhà người ta không có lo lắng. Không, cái tại vì người phụ nữ là lúc nào cũng cứ muốn là người chồng với bạn tình mình quan tâm mình, nhưng mà hơi sức đông, cứ mỗi chuyện cứ gọi. À, đối với em quan tâm không phải qua tin nhắn hoặc điện thoại đâu, mà quan tâm bởi vì những cái hành động của họ. Hãy nhìn thẳng về phía trước và đưa ra quyết định bằng sự mách bảo của con tim mình. Nào. Và 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Kết thúc. Đứng dậy đi anh. Có thể chia sẻ lý do tại sao chị không bấm nút không? Tự cũng muốn bấm nhưng mà nói đang chờ đợi cái nói hết thời gian cái thời không bấm. Tức là chị vẫn đang suy nghĩ. Thì em cũng suy nghĩ là cũng muốn cho mình một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nhưng mà cái suy nghĩ đó nó vẫn suy nghĩ, tay thì chưa bấm. Dạ đúng. Vẫn có thể quay đổi quyết định, vẫn có thể bấm lại. Thôi thì chương trình thì khỏi phải bấm lại, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì mình có số điện thoại thì mình sẽ liên hệ với nhau. Một cái kết cũng chưa đẹp lắm, nhưng đó là nó rất thật với con tim của mình. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Nêm cao su thiên nhiên Vinalatex, nêm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Trong tập này, có một cặp không thành công, nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được phần quà là một máy nước nóng nhãn hiệu Senton và Atlantis nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai anh chị sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Yeah.
Dạ, em mời chị. Bấm hay không là con tim họ mách bảo, và chúng tôi chấp nhận điều đó. Đó mới là những gì rất thật, thật nhất có thể trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Biết đâu một nửa yêu thương đang ngồi xem truyền hình và sẽ tìm mọi cách liên lạc với hai anh chị thì sao? Chính xác là như vậy. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ là phần quà dành cho quý vị khán giả ngồi ngay tại phim trường. Một chiếc nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Số gì ra đây?